Vào sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức thông xe cầu vượt tại nút giao Nam Hồng với tuyến đường Bắc Thăng Long Nội Bài. Đây là cây cầu vượt kết cấu thép thứ 5 được thành phố Hà Nội triển khai thi công và đưa vào sử dụng trong năm nay, góp phần hạn chế ùn tắc và tai nạn giao thông. Cầu vượt nút giao thông Nam Hồng Bắc Thăng Long Nội Bài được xây dựng với tổng mức đầu tư hơn 300 tỷ đồng, tổng chiều dài hơn 200 m, mặt cắt ngang cầu 12 m, có kết cấu nhịp dầm hộp thép bê tông liên hợp. Công trình do tổng công ty xây dựng Trường Sơn liên danh thi công trong thời gian gần 9 tháng. Tại buổi lễ thông xe, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá cao nỗ lực của Sở Giao thông Vận tải, nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan. Đồng thời từ nay đến Tết Nguyên đán 2013, thành phố sẽ tiếp tục triển khai khởi công hai cây cầu vượt kết cấu thép tại một số nút giao thông như cầu vượt nút giao Đài Cồ Việt Trần Khắc Chân, nút giao Nguyễn Chí Thanh DU, thực hiện mục tiêu giảm ùn tắc giao thông của thành phố.